Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Hôm nay mình sẽ chơi Counter Plus Roblox. Thì đây là giống như là cái game Half-Life trên Roblox, Half-Life hồi xưa mình chơi vậy đó. Thì đây là phiên bản Roblox. Cái tay mình nó hơi bự so với cái súng. Nhìn Tiểu Lâm dễ sợ. Đây, lụm cái ơi, quay, cái gì vậy? Đó, quay, con chuột chạy chậm quá. Chết ngắt rồi. Vô chưa kìa? Đang vô. Wow, rồi ok, vô lại rồi. Hết trận. Cái này để nhạc không biết có bị bản quyền không ta. Toàn là tiếng súng với lại tiếng đi bước chân không à. Mà chơi cái này mà tắt nhạc thì nó không có hay. Để coi có nhiêu tiền rồi. Có 7.900. Một cái súng bắn rồi. Ủa cây súng ấy là tên gì tao quên mất tiêu rồi. Chọn chọn đi con, không đâu có nhớ tên đâu. Gear là đồ, cái này là áo giáp không? À MP9, thôi đi lụm súng cho nó vui. Đi hấp diêm tinh thần mọi người coi. Quay. Quay, trời bắn thấm quá vậy. Ui, đông quá vậy. Ice. Chết ngắt rồi. Đông quá. Kệ mấy gián đầu chịu nhục đi. Có cao vô đây. Vô đi. Cao vô sẽ bị ăn hành. Ăn hành này ăn hành chung. Mày đâu rồi? Rồi tao thấy mày rồi. Quay bên phải. Quay bên phải. Ôi nó mua nguyên cái 46 luôn kìa. Wow. Ê. Mua súng rồi hả? Cái đó là heavy hay là súng lục á, súng sực gần á. Flash bang ở này bom. Heavy Nova là gì ta? Cầm thử coi. Ồ hay vậy. Thanh niên này bắn sực gần đúng ghê luôn. Đi chế bơm. Wow, chết ngắt rồi. Chưa kịp mua súng nữa. Quá nhỏ cho bạn. Ở đây có chế bơm nè. Mà mày chết rồi hả? Chết rồi, đang đứng mua súng quăng cho bom chết ngắt rồi. Phải rồi. Quá nhỏ. Ủa sao cái góc nhìn nó kỳ dữ vậy trời, theo dõi góc nhìn mà nhìn gì đâu không vậy? Có sniper, tao lượm cái sniper. Ồ kìa, bắn sniper là thánh luôn rồi. Nhưng mà có vẻ như nó hơi lắc ấy. Đó, phải không, bên phải kìa. Xe góc, đó đúng rồi, xe góc kìa. Âu, chết bả rồi. Ăn hành. Ồ, có vẻ như hơi lắc ấy. Đồ lóc mà không cảm đi. Nó mà không lắc là ngon rồi. Không, hồi trước tao chơi đâu lắc đâu. Hồi trước chơi không lắc hả? À. Ừ, vậy chắc cái này ấy á. Rồi vô. Ok, wow, có sẵn cái súng luôn mày. He, này được nè. Mua gì ơi? Đang mua, có đâu biết, chưa biết mua cái gì này nè. bấm quy đổi súng y chang thiệt luôn mày. Ừ thì nó đó. Mà con chuột di chuyển chậm quá, để chỉnh con chuột lại đó. Con chuột mau. Ấy da, có ủi cái bơm vô á. Quất kìa quá. Ôi, ăn nguyên cái hít sọt vô đầu. Mày, chết hoài cho ta. Thanh niên mũ đỏ. Cái này chắc lát phải mua súng nhắm chơi quá. Quá chết nó luôn rồi. Rồi vô. Bên kia nó bắn rác quá. Dạ, mang đi xuống giúp anh đi. Ồ, vót map. Office đi. Rồi. Vậy, rồi. Office đó. Rồi, ok. 22 nha. Shoot team. Rồi, tao là cảnh sát nè. Mày đâu rồi? Tao bị đi. Rồi, vô rồi. Rồi, thấy rồi nè. Mất cái chân. Rồi, có cái chân lại rồi. Mới có 800 thôi.
Vô trận vậy ta? Vô rồi, các đang vô nè. Ok, đi được rồi. Cái map này hơi lạ đó cu. Biết đường không? Map này hình như tao thuộc. Thuộc không? Map này nhìn lạ quá, tao chưa chơi thử bao giờ. Con chuột di chuyển chậm quá. Dạ, có bị kẹt rồi, có bị đứng cứng ngắc rồi. Đâu? Ồ, nó lắc cái thiệt tình chứ. Mày đâu rồi? Tao đang đi trước nè. Con cái Desert Eagle bắn nè. Desert Eagle 1-3 hả? À? Ừ. À, cái đế này giống cái giống cái map đích quá vậy. Nó đó. Mà cái hoàn cảnh nó hơi khác thôi. Nó mượn lẫn nhau hết mà. Đúng rồi, y chang luôn. Quay quay như tao thấy nó rồi phải không? Ủa gì vậy? Sao nó lắc vậy? Hiện tại chưa thấy ai hết. Mà nếu mà thấy thì chắc ôi, hành nó lắc liền quá. À. Chết rồi hả? Ồ, cái map này giống mày đi đi thám hiểm á. Tao đang ở khu A. Có xác chết ở đây. Tao đó. Đi thẳng lên, đi thẳng về phía trước á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hướng đó đó. Ai đứng nhiều vậy? Nó kìa, nó kìa. Sau lưng, sau lưng. Hay quá, hay quá các bạn ơi. Con chuột nó cho nó di chuyển khó quá. Đang bắn là chưa chỉnh được. Rồi, vô màn mới. Được nhiêu? Được 3.000 mốt. 3.000 mốt một cây số mấy đi. MB9 nè. MB5 là cái ấy phải không? MB7 chứ làm gì có MB5. MB7 hả? Là súng gì vậy? Tao còn súng nó không biết nữa, súng mua thử thì biết. Trời ơi, cái súng cùi mà. MB5 là cái 31 với cu. Rồi. Mày di chuyển được chưa vậy? Tao đi rồi. Hồi nãy tính ra tao đi nguyên một cái vòng map luôn á. Hay quá, chết nó rồi. Đừng mới súng rồi, đừng mới súng rồi. Ôi súng cùi. Súng mới sọt gân chứ. Bắn này cho nó sướng. Yeah, thắng rồi. Tao không giết được một thằng nào mà tao còn bị chết, tao còn bị mất. Lâu lâu quay về tuổi thơ. Game này tính là lâu lắm mà mới chơi lại kìa ha. Ừ. Tự hồi còn đi học luôn á. Thôi chơi là Tiếp Lâm. Mở cái phiên bản Roblox nhìn mấy con nhân vật Tiếp Lâm á. Rồi, họ đi đường mới, đi đường cũ hoài ấy quá. Mà đi thẳng bên kia phải không? Ừ. Ừ. Để tao đi, tao hỗ trợ cho. Ô, hít sò một thằng rồi. Chụp quá. Ôi, bộ lắc hay gì vậy? Ôi, hít sò luôn, phải chưa? Ủa, mém xíu rồi trả thù rồi cho mày rồi. Trời ơi, nó bắn ghê vậy. Mình còn có 20 giọt thôi đó. Biết rồi ba. Chết, chết mày, chết mày, chết mày, chết. Yeah, hay quá. Tao trả thù rồi cho mày rồi, cu. Còn một thằng nữa. Để coi thử còn thằng đó đang ở đâu. Chết cha cái súng rồi. Sau lưng kìa, sau lưng, sau lưng. Tao còn súng lục à. Bắn nó đi. Ui, 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 ui. Bỏ súng nhắm hả? Bãi. Ai bắn vậy? Ai bắn vậy? Ai bắn vậy? Cái gì? Ghê vậy, giết 5 chết không luôn. Hồi nãy đang cầm cái súng nhắm bị lắc bây giờ nó lát chưa xong cái súng. Nhỏ dễ sao nhỏ. Rồi, lắc nữa rồi. Rồi, súng bắn chim mới ghê chứ. Trời, cái súng bắn chim này nó không có cái nòng nhắm mày ơi. Có đó nhưng mà nó lắc á. Rồi, di chuyển không được luôn chứ. Alo, alo kia. Gì? Help me. Bị đứng rồi, di chuyển không có được. Rồi, gì nữa rồi, ok, đi thôi. Lắc á. Ừ. Rồi, ok, thấy được cái nòng nhắm rồi. Lắc quá, kiểu này chắc chết quá.
nhớ 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 hỗ trợ tao nha. Ở nhà, ở nhà. Ở nhà hả? Ừ, nhà mình. Ok ok. Ui, không phải, kìa. Cái nhắm này nó chậm quá mày ơi, bắn súng nhắm hụt quá. Bên kia, bên kia, ui, bên kia, ui, kia ui. Bên kia. Ở đâu vậy? Ủa chết rồi hay gì vậy? Rồi chết gì nữa? Bà mày nhắm chết. Không, không chết. Tao chết mà nó còn tao đây nhắm mà tao chết nó vẫn nhắm làm tao tưởng là tao bắn được chứ. Thôi. Rồi, vô giùm mới chưa? Tao bắn không được. Lắc quá hả? Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Ủa tao lên trời luôn rồi. Nó cho tao lên mây luôn rồi cô. Đâu mà lên mây? Đang đứng trên mây luôn mới ghê chứ. Lắc rồi, lắc rồi. Trời. Bị gì rồi, đứng trên mây bị chết luôn rồi. Hả? Đứng trên mây bị chết rồi, lắc rồi. Đâu có đâu thấy mày chết đâu. Rồi. Ok vô lại rồi nè. Anh đã trở lại. Giờ trễ rồi chứ không mua súng được đâu, giờ đi lượm súng đi. Mày đâu rồi? Tao đang đi tìm nó. Ui 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 một bầy luôn. Cái súng lục yếu quá bắn không được mới ghê chứ. Ôi tao hết sót đường thằng nè mày. Hả? Tao hết sót đường thằng xong rồi nó quất tao chết luôn. Lắc quá nó cập giờ không kịp. Còn thằng nữa. Mày chết chưa? Còn sống. Mày ngó lên trên á là mày sẽ thấy liền gì? Cái gì? Bên kia còn thằng. Tao bấm chuột theo dõi mày mà sao tao nằm ở trong ruột mày luôn, người ta không thấy đường gì hết trơn á. Lan con chuột ra đấy. Lan không được luôn. Quack quack wow. Tao không có thấy cái gì luôn á. Rồi một thanh niên đã ra tử nạn. Tao không biết tao đang đứng ở trong bộ phận của nào của ui, mày luôn á kìa. Nghe cái nách thì tao lượm được cái AK rồi. Hồ thắng luôn. Nhỏ thì chứ. Vô yeah, sao bị lắc mà còn bị dính lên trên mây mà còn không mua súng kịp nữa chứ. Ê sao tiền mày nhiều dữ vậy? Ai? Tiền tao à? Thì chứ tao bắn cho bắn nãy đó. Giờ tao mua súng. Ủa súng tăng là bê máy mày. Thì mày dò mỏ cho ổng đi chứ còn có thuộc của đâu. Đâu thuộc súng đâu. Phải chi cảnh sát biết gì có cây M4A1 bắn cho sướng à. Rồi. Nè có đang lụm cây M4A1 nè. Giờ chưa mua súng được luôn, lắc quá. What the fuck? M4A1 nó giết luôn. Heavy là gì ta? Heavy. Heavy là nặng. Nặng hả? Thử coi. Thử cây 2000 coi. Ok. Ủa? Chưa hả? Chưa mua hả? Piston Heavy SMG. Thử SMG B90 hả? Ui nó tới rồi, nó tới rồi. Ủa hên nó vô. Tao chưa mua súng được luôn. Súng đi. Ủa tiền nhiều mà mua súng cho mà mày. Rồi lắc hết thể gì á. Gì mua. À hết rồi hả? Vậy mà cũng cho bấm B vô lưỡi súng này chứ. Ngựa chứ sợ. Wow, mày chết chưa? Bị mod giết chết rồi phải không? Ừ. Để tao đi báo. Có cái đứa đang ở nhà nó á. Qua nhà nó đi. Nhà nó phải không? Ừ. Rồi tao đang kiếm đường đi, ba tao đâu nhớ map đâu mà. Đi đó đi. Cái cầu á. À không phải chỗ cầu, chỗ nhà nó á. Từ. Đi tàn tàn kiếm cái súng hả? Đi vô đó, đi vô, đúng rồi, đi vô. Đúng rồi. Bậy. Đi vô đi. Rồi, quẹo. Đó đúng rồi, đi vô. Nó hướng đó, đó đúng rồi. Được rồi. Trái phải. Cả hai bên đều có luôn á. Ui, thấy rồi, thấy đó, rồi. Nó kìa bắn. Đừng bị đó, đó, bị súng lục bắn chết. Ha ha. Lấm chứ. Ê, lấm vô. Quá, wow, không cho lụm súng nữa chứ. Rồi, ok. Rồi, sọt gân mới ghê chứ. Ủa, vẫn chưa hết trạng thái chết hay gì mà. Lắc quá. Có đang lắc nè. Rồi. Bây giờ có chết thần là có hết quế rồi đó. Mấy lần? Ủa, giết một là bốn.
Tao đang đứng nhì bảng hay gì nè. Mày đứng nhì bảng luôn à. Nhì con nhì đó, con cái khỉ. Icon của mày nhì bảng kìa. À quên, tao đứng nhất bảng 72. Ủa kia chót bảng mới nhỏ chứ. Ôi súng súng kìa. Súng này sao. Ôi trời, nghĩ sao nó đứng xa lắc mà cầm cái súng sọt gân sao bắn. Ôi cái này là hài ơi. Ngồi chết trơn luôn. Qua đây, qua đây, anh hút xác. Càng luôn đi. Cái này. Không có lụm được cái súng nào hết. Xong. Có MVP rồi. Mày bắn á hả? Mẹ đó, mày thấy không? MVP kia phạm Formos Elimination gì đó. Yeah, lụm được cái 42 rồi cu. Cu cu lụm được cái 42 của ăn cướp rồi nè cu. Ờ, thấy rồi. Cà cà. Cái này đâu cần mua đạn đâu phải không? Ờ. Đạn là vĩnh viễn mà, đạn muôn năm. He he. Ù, giết hai thằng luôn mày. Rồi. Đi đi kia, đi kia. Có cái 46 kìa, lụm không? Tao đang cầm cái 46 nè. Dạ. Yeah. Tao quen súng càng hơn, súng nhắm tao bắn dở lắm. Ôi lắc hay gì tao bắn hết ra đạn luôn rồi. Thêm một thằng nữa. Ủa, cái súng này sao không bắn được? Rồi cái súng này bị hư mày ơi. Hai. Trời ơi, kia lụm được cái súng không hư không có đạn mới ghê chứ. Là sao? Ủa sao nhấp không ăn nữa rồi. Bị lắc rồi. Nhấp nhấp vô nó không ăn chuột. Rồi lắc luôn rồi. Xong. Tao em bị nữa. Lên top luôn rồi kìa. Trời giờ nó mới bắn được mới ghê chứ. Lắc quá lắc quá. Tao không biết nó bình bao nhiêu luôn á mà có bắn chết chưa? Nó là hơi bị khó đấy. Này chắc tao chết nãy giờ rồi mà nó lắc tao chưa chết được hay gì á. Ừ. Nạp đạn không được, bắn súng không được luôn. Mọi người đều đứng im luôn. Này vui nè. Lại tao đứng cái bên nó, nhiều khi nó không biết tao đứng cái bên nó luôn á. Nè. Đó, trời ơi. Coi nè. Đi thám hiểm từng thanh niên. Quân của mình đây nè, kia Phạm đang đứng. Ôi, nè. Ôi, chết hai thằng luôn. Rồi vậy mình lắc thiệt rồi. Kia Phạm đang đứng kế bên ăn cướp mà cứ đi đứng sau quần ở đây hoài. Thôi nhảy cầu tự tử. Pẹp. Hồi không chết luôn chứ. Ok vô. Ủa cái gì vậy? Cái gì mà một nùi vậy? Tao đang cầm C4. Ôi con chuột càng lúc chạy nó càng kỳ kỳ á. Kỳ okay, sao? Ok, nó lướt chậm quá. Nãy giờ chơi cảnh sát rồi giờ. Ê, ui ui cái gì vậy? Cái gì? Ui. Ôi ở đâu ra vậy? Hay quá. Bắn cắn lén, quỷ cắn lén làm tao hết máu gần hết máu luôn. Quay, chơi 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 chơi. Quả dưới được một thằng. cái màn này nó hắt thì dễ sợ hắt luôn. He he, súng gì đây? Qua khu B rồi. Oh fuck. Hít sọc cái luôn mới chịu chứ. Ôi. Chưa gì nó quất ngay đầu chứ ngắt rồi. Hai ba. Ok. Mua cái súng này, cái súng này cái gì? Ồ. Cái súng này cây 33 á cô. Cái gì? 33 lá cây ngắn ngắn mà lùng lùng á. Đạn 50 viên á. Cây này xấu nhưng mà hình như nó mạnh lắm á. Ôi 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 ôi. Không ổn rồi. Hay quá. Bắn quá trời chết. Mày đâu rồi? Kiếm thằng chị.
kiếm mày để giết chứ chị. Mày tên gì? Quay trời. Mày à bưởi. Kia phạm MVP. Ủa tao bắn mày có mất giọt máu nào không vậy? Tao vừa mới nhìn lên khung cửa sổ, tao vừa mới nã một viên đạn là tao chết rồi. Rồi vô map mới. Ủa hết rồi đất hả? Đất 2 đi, đất 2 đi. Đất 2. Ok. Ăn cướp vào cảnh sát mày. Mày qua cảnh sát đi, coi ăn cướp cho. Ok. 800 máu, à to lột 800 tiền, 800 tiền chưa mua được cái đinh gì hết. Em solo sniper với anh được không gửi anh kia kìa. Biết, tao thấy. Lurus á, Lurus á, Lurus á. Solo với người ta đi kìa ba. Nó đang cùng team với tao mà. Rồi vô chưa? Rồi đây. Ok, đi với người kia thôi. Roblox Kia đã bị tao giết chết. Ý bơm rớt. Cậu thấy mày rồi đó. Quái đấy, biết sọt liền. Dễ sợ thiệt chứ. Ê, súng này ngon nè. Rồi, mua súng hút Kia thôi. Mua thử cây nãy đi, cây nãy bắn có vẻ thấm á. Được, được, lên đường. Kika, ui ui, đông cái gì, đông cái gì, trời ôi ghê chứ, vừa ra bị nguyên đám hấp diêm luôn. Ủa da số lục bắn mà nhìn lực dữ vậy. Nên mua cây khác đi. Heavy Nova. Nova là cái gì đây ta? À sọc gân hả? Anh đã sai lầm. Lụ đạn nó quăng cái lụ đạn nó còn có 8 máu à. Chết ngắt. Rồi ok, thôi mình sẽ dừng game này ở đây thôi. Thì mọi người ai mà thấy thích thì nhớ like, share video và nhớ subscribe kênh để nhận nhiều video mới nha. Chào mọi người, bye bye. That's it, friend.